Chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn. Như các bạn thấy ở trên màn hình mình đang có một cái viên pin. Những viên pin này thì nó bị hỏng rồi. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cùng các bạn cách chúng ta sẽ thay thế những cái cell pin ở trong này. Đây mình sẽ mở ra cho bạn coi này. Đây là một cái patch pin các bạn. Đó, một cái cục pin 21V. Bên trong nó cấu tạo như thế này, khá là đơn giản thôi đúng không ạ? Đó. Cái cục pin này sau một thời gian sử dụng thì nó lỗi, nó hỏng rồi các bạn, nó hết pin rồi. Ở trong này có 10 viên pin thì chúng ta sẽ có hai cách. Một là chúng ta sẽ thay những cái cell pin trong này. Cách thứ hai đó là chúng ta có thể mua một cái bộ vỏ. Một cái bộ vỏ thì nó sẽ gồm đầy đủ mọi thứ rồi, chỉ không có pin thôi. Đó, nó có sẵn cái kẽm hàn như thế này rồi này. Có mạch báo pin ở đây, có nút bấm ở cho mạch báo pin. Có mạch, các bạn có cell pin nữa. Các bạn thay vào thì nó cũng thành một cái cục pin như thế này thôi. Cái vỏ mới đó thì nó sẽ thường đẹp hơn cái vỏ cũ các bạn. Cái vỏ này nó sẽ có giá khoảng cỡ 110.000 này. Vỏ đó thì chúng ta có thể chọn vỏ 10 cell. 10 cell thì nó bằng như thế này. Hoặc các bạn có thể chọn cái vỏ 15 cell, nó sẽ to hơn. Các bạn làm ở dưới mặt đất đó thì mình có thể chọn cái cell nó nhiều nhiều xíu, thời gian sử dụng sẽ lâu. Nhưng mà làm trên cao mình nghĩ 10 cell là vừa. Về các cell pin đó thì mình sẽ sử dụng các cái cell pin cũ. Những cái cell pin cũ này để sử dụng làm sao cho nó đảm bảo nhất, nó hiệu quả nhất thì các bạn sẽ cần chú ý tới ba cái yếu tố. Đầu tiên chính là cái lỗi trở. Đó, những cái viên pin mà có lỗi trở cao quá so với cái lỗi trở của nhà sản xuất công bố thì bạn không thể sử dụng nha. Cái thứ hai đó chính là cái dung lượng pin. Đó, dung lượng pin thì mình đã kiểm tra và mình ghi nó ở trên này. Thứ ba chính là điện áp của pin. Ví dụ ở đây mình đã sạc đầy thì cái viên pin này có điện áp là 4,18V này. Mình sẽ để viên pin ở đó để xem nó tự xả có nhiều hay không. Sau khoảng cỡ một tháng mình quay trở lại, nếu như mà cái điện áp ở trên pin này này nó cỡ khoảng 4,17 thì vẫn có thể sử dụng rất là ok nha. Sau khi đã có những cái thông tin này rồi thì chúng ta sẽ cần phải ghép cái khối pin này để làm sao từng cặp một này này, đó, cái lội trở nó gần nhau nhất và dung lượng giữa cái cặp này, ví dụ đây là cặp một với cặp hai thì cái dung lượng nó phải tương đồng nhau, nó không có cái sự chênh lệch quá nhiều. Nhưng lúc đó thì cái viên pin của chúng ta nó mới hoạt động ổn định được. Để đo lội trở đó thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Các bạn có thể sử dụng bất kỳ cái công cụ nào, rẻ tiền cũng được, đắt tiền cũng được. Ví dụ như mình ở đây mình sử dụng cái bộ sạc của Xta này, bộ này có thể đo lội trở được luôn, nó đo rất là chính xác. Tuy nhiên thì cái bộ này nó có giá khá là cao, khoảng hơn 2 triệu. Các bạn cũng không cần phải chính xác như vậy, bởi vì là khi chúng ta đo các cái viên pin này này, nó sẽ có một cái lội trở, có thể nó không phải là chính xác như những cái máy chuyên dụng, nhưng mà nó sẽ có giá trị tham khảo để chúng ta ghép các cái viên pin vào nhau. Ngoài ra các bạn cũng phải mua thêm một cái kẽm hàn này nha. Trong cái vỏ pin đó thì họ đã cung cấp đủ những cái kẽm hàn này rồi. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cần thêm một ít để test cái khả năng hàn của cái máy hàn điểm đó. Nếu như các bạn sử dụng ngay ở đây mà nó không ăn thì các bạn sẽ thiếu cái kẽm hàn, rất là mất công nữa, chúng ta lại phải đặt lại. Ngoài ra thì các bạn sẽ cần chuẩn bị thêm một số cái phụ kiện có thể kể tới, như là đây mình có một cái cuộn băng cách điện đây, đó, cách điện cách nhiệt thì chúng ta sẽ cắt nó thành như thế này. Sau khi đóng được cái khối pin đó, các bạn dán đây để bảo vệ này, đó, nó sẽ ok hơn. Thực ra không có thì cũng không sao đâu, nhưng mà có thì trông nó chuyên nghiệp hơn. Tiếp tới thì chúng ta sẽ sử dụng những cái chỗ dán cực dương này này, đó, các bạn bóc ra, các bạn dán vào cái cực dương của pin ở trên này. Hôm nay mình sẽ thay thế những cái cell pin cũ này, bởi vì chúng ta còn cái mạch ở đây mà, mạch này vẫn hoạt động tốt, nếu như mà bỏ đi thì nó cũng khá là lãng phí đúng không ạ? Các bạn có thể thấy mấy khối pin của Trung Quốc thì có chất lượng cũng tương đối là ổn đúng không ạ? Họ có cái cách điện luôn này. Đây là cái mối hàn này, hàn cũng rất là đẹp nha các bạn. Có cả cái mút chống sốc nữa. Chúng ta làm thì nó còn không có cái này cơ bạn, chứng tỏ họ làm rất là cẩn thận nha. Có điều những cái cell pin ở trong này đó nó không được tốt lắm thôi, nên là sau một thời gian sử dụng nó thì nó tuổi thọ nó xuống rất là nhanh các bạn, rất là chóng hỏng. Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái bo mạch này ra nha. Các bạn dùng một chút thiếc để mồi thì nó sẽ nhanh hơn. Đó, nhấc nó ra, họ bóc cái này ra, bóc hết cái kẽm của họ ra. Đó, bên Trung Quốc họ làm cũng rất cẩn thận các bạn, kẽm 0.2 luôn này, rất là dày, nó đảm bảo cái dòng điện nó vẫn là tốt nhất nha. Cái mạch điện này các bạn cũng nên quét qua nha, để tránh mặt sắt cũng như là những cái mảnh kim loại này nó bắn vào, nó gây chạm chập nha. Bây giờ chúng ta sẽ dán cái phần bảo vệ cực dương của pin nó nha. Đó, bạn thấy không, trông này rất là chuyên nghiệp đúng không ạ? Bây giờ các bạn sẽ tháo cái phần giữ pin này ra. Chúng ta sẽ nhấc cái viên pin cũ ra nha. Nó làm như thế nào, các bạn nhấc y ra như thế. Sau đó chúng ta thay pin mới vào thôi, rất là đơn giản đúng không ạ?
Đó, như thế này thì khỏi phải lo nhầm lẫn gì các bạn. Đó, cứ âm rồi dương thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đóng nắp lại. Đó, vậy là chúng ta lại có một cái khối pin mới rồi. Đây là cái kẽm có độ dày 0.2 mm của mình. Chúng ta sẽ phải test thử cái kẽm này để xem chúng ta cần sử dụng cái dòng hàn bao nhiêu nha. Ở đây thì mình đang để cái chế độ là 0174, cái dòng hàn là 74. Thời gian là một, có nghĩa là nó tương đương với 20 mini giây. Mình sẽ test thử nha. Để coi cái kẽm này với cái dòng hàn này nó đã ok chưa. Đây là cái mối hàn này. Mình sẽ bóc thử. Nếu như nó ok rồi thì lúc đó chúng ta mới tiến hành hàn vào cái khối pin kia. Đó. Rách kẽm như thế này là được rồi. Rất là đẹp đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ cho cái mạch vào đây để tránh nhầm lẫn. Đây là cực âm này. Âm thì chúng ta sẽ hàn cái này. Đó. Âm vào đây. Để bắt đầu ở đây. Đó, vậy là ok rồi. Đó. Chúng ta cứ hàn lần lượt là xong nha. Đây là khối pin sau khi hàn này, các bạn thấy rất là ổn đúng không ạ? Đó, để chắc ăn nó thì các bạn có thể đo lại điện áp một lần nha. Đây mình đo lại cho các bạn thấy này. Đó, vậy là ok rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho một ít thiếc vào đây để chuẩn bị hàn mạch nha. À, mình sẽ cho thiếc vào đây, các bạn hơi nhấc nó lên để tránh thiếc nó làm chảy cái nhựa bên dưới nha. Đó, chúng ta sẽ bắt nốt cái vít còn lại để gắn cái mạch vào nha. Ở trên cái bo mạch đó, nó có cái cảm biến nhiệt độ này, các bạn sẽ nhét cái cảm biến nhiệt độ xuống cái quả pin nha, để nó kiểm soát cái nhiệt độ của khối pin nó chính xác hơn đó. Đó, các bạn ấn vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ hàn lần lượt từ cực âm nha. Trừ này, các bạn cứ hàn lần lượt thôi. Ở trên mạch họ cũng ký hiệu rồi các bạn. Các bạn có thể nhìn này, chữ B1 này, đó đúng không? B1, B trừ này, không B1 này. B2, B3 đó, có lần lượt rồi các bạn. Cứ thế các bạn hàn theo nha, rất là đơn giản thôi. Sau khi đã hàn xong nó thì chúng ta sẽ dùng đồng hồ đo lại một lần nữa để cho chắc chắn không có sự nhầm lẫn nào nha. Đó, 21V, vậy là ok rồi. Chúng ta sẽ sử dụng cái băng keo đó các bạn, dán để bảo vệ cái phần tiếp xúc ở đây vào. Đó, vậy là xong rồi. Rất là đẹp đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ lắp trở lại nha. Để ở đây. Cái lò xo để giữ cái chốt. Chúng ta sẽ test thử nha. Đó, rất là ok đúng không ạ? Rồi, cảm ơn các bạn. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các cái clip tiếp theo. Chào các bạn.